Chiều ngày 8 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, đơn vị đã cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, đồng thời cử lực lượng thường xuyên có mặt tại hiện trường để theo dõi, giám sát tiến độ khắc phục ô nhiễm, xử lý môi trường. Hiện tại đã phủ bạt các ô chôn lấp rác để hạn chế nước rỉ rác, mùi hôi, với diện tích 12.000 m2 trên 20.700 m2, đồng thời gia cố chống thấm và thu gom, lưu chứa nước rỉ rác không để thoát ra ngoài môi trường. Ngành chức năng đã đầu tư 2 máy bơm nước rỉ rác về ao chứa, cải tạo ao chứa nước. Ao có diện tích 2.800 m2, đạt trên 80% khối lượng. Song song đó, dự án mở rộng 3 hectare diện tích bãi rác An Hiệp đang được khẩn trương triển khai các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng tình trạng nước rỉ rác của nhà máy xử lý rác Bến Tre thoát ra kênh Thương Phế Binh gây ô nhiễm môi trường, nhất là khi chuyển rác trở lại nhà máy để lưu chứa. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã chỉ đạo giải quyết cắt hai đường ống ngầm dẫn nước rỉ rác ra kênh.